Xin chào bạn, hôm nay thì mình làm một cái video để chia sẻ cho các bạn về cái nồi cơm Tiger gốm này. Thì cái video hôm qua của mình, tối hôm qua mình lên ấy, mình có nấu cơm cháy bằng cái nồi này. Thì có rất nhiều khách hàng hỏi mình là chia sẻ thêm về cái vấn đề mà điều chỉnh nhiệt độ để thay đổi cơm cháy các bạn. Thì có khách hàng thì nhà đang bật mức 1 mà cơm rất là cháy, cháy đen luôn. Còn có khách hàng thì lại bật mức 3 nhưng cơm cháy chỉ hơi hơi trắng, gọi là hơi ngả vàng một chút thôi. Thì khách muốn điều chỉnh cái nhiệt độ để cho nó ưng ý. Rồi thêm một vấn đề nữa là khách hàng muốn điều chỉnh âm thanh. Đấy, thay đổi âm thanh, tăng giảm âm thanh. Rồi khách hàng thì lại muốn điều chỉnh giờ. Đấy, thì mình sẽ giải đáp những vấn đề đó. Và cái quan trọng nữa là nhiều khách hàng rất thích ăn cơm cháy các bạn. Nhưng mà cái vấn đề mà son của cái nồi này ấy, đấy, nó bị chóc như thế này, thì liệu nó có ảnh hưởng gì đến sức khỏe hay không, và có ảnh hưởng đến chất lượng cơm, cái chất lượng chống dính của nồi cơm hay không. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ thêm cho các bạn nhé. Rồi mình sẽ vào chi tiết cái vấn đề mà cơm của nhà các bạn mà giả sử như mà cháy quá hoặc là không được cháy như mong muốn, thì mình gộp chung vào mình giải thích như này. Đấy, đầu tiên các bạn là chọn đây này, các bạn nhấn cái nút hẹn giờ này nhé, giữ đè khoảng 3 giây. Đấy, cái đầu tiên này, số 1 này là cái chế độ hâm thì mình không nói. Còn cái thứ hai là cái chế độ nấu. Đấy, chế độ nấu là -1 này các bạn này. Các bạn nhấn vào nút lúc này một cái nữa, nút nấu này. Đấy, để điều chỉnh qua cái số đằng sau này các bạn đang chớp này. Thì nếu mà cơm của nhà các bạn mà nó mà cháy quá ấy, thì các bạn cho cái số này nó về âm. Đấy, ví dụ giả sử mức 1 mà nó cháy quá thì các bạn giảm đi. Mức 1 mà cháy quá thì mình nghĩ có lẽ là phải từ 0 đến 1. Đấy, có thể là do lâu rồi cái cảm biến nó sai, nhận diện sai chẳng hạn, thì các bạn cứ giảm đi. Nếu mà nhiệt độ cháy quá thì các bạn giảm âm 1. Rồi nếu mà đây, các bạn điều chỉnh bằng cái này. Đấy. Tăng ở đây, giảm ở đây. Đấy, như cái nồi này nó là 0 nhá các bạn, nãy mình mới điều chỉnh ấy. Như cái nồi này nó là 0, tức là vừa nhất. Còn nếu mà các bạn nhà cơm của nhà các bạn mà nó bật mức 3 mà không có cháy ấy, thì mình lại tăng lên. Đấy, mình tăng lên 1, 2. Đấy. 2 là hết rồi nhé các bạn. Đấy. Sau khi điều chỉnh xong rồi thì các bạn chọn vào nút nấu một cái nữa. Đấy. Nút nấu. Các bạn thấy không? Nút nấu, xong rồi các bạn giữ phím hẹn giờ thêm một cái nữa, khoảng 3 giây nữa. Đấy, là nó đã lưu rồi, mình vào kiểm tra đã lưu hay không thì mình đè vào đây là biết. Đấy, đã lưu rồi nhé các bạn. Rồi. Đấy, mình giải đáp cái vấn đề mà cơm cháy, còn vấn đề mà âm thanh thì các bạn điều chỉnh đây. Nước âm thanh này các bạn, mình đè phím này, đấy, rồi mình điều chỉnh, đây, đây tăng này các bạn này, 3 là tăng nhé, đấy, phím sau là tăng âm thanh hay giảm âm thanh, 1 là nhỏ nhất, 2, 3 là lớn nhất đấy các bạn, đấy, rồi các bạn muốn thay đổi âm thanh các bạn chọn phím này, đấy, 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 các bạn cứ điều chỉnh âm thanh nào các bạn ưng, chọn xong rồi thì các bạn lại ấn phím này tiếp, đấy. Bạn vào đây là biết ngay thôi mà. Đấy. Rồi, thì mình đã giải ra hai cái vấn đề. Rồi còn vấn đề nữa là vấn đề hẹn giờ. Thì các bạn chọn vào đây. Đấy, chạy ngay cái đồng hồ trong này các bạn này. Rồi mình điều chỉnh thôi. Đấy. Rồi, sau khi chọn xong rồi thì mình cũng ấn phím nấu tiếp để lưu. Đấy. Rồi, còn cái vấn đề quan trọng là cái vấn đề nồi này. Cái nồi nó bị chóc như thế này thì nó có ảnh hưởng đến sức khỏe hay không? Đấy, thì mình chia sẻ với các bạn. Đây là cái catalog của cái nồi Tiger. Đấy, thì mình trong cái trang này các bạn này, trang 4 này, trang 5 này. Đấy, nó có ghi ngay đây. Thì mình đã dịch Google cho các bạn xem nó tiện hơn. Đây, các bạn nhìn này. Đấy, cái dòng dưới này này các bạn là cái dòng này nhá. Dòng trên này là cái này. Đấy. Đây. Các bạn nhìn này, nếu nồi trong bị dày xước hoặc sứt mẻ, vui lòng liên hệ cửa hàng bạn mua nồi trung tâm dịch vụ bảo hành để liệt kê. Đấy, tức là họ bảo hành cái này tới 6 năm đấy các bạn. Đấy, họ bảo hành cái son không vấn đề này là 6 năm. Còn cái lớp phủ, tức là cái dòng này này, tức là bị bong chóc như tình trạng như thế này này các bạn, thì nó có bị ảnh hưởng sức khỏe hay không nhá. Các bạn xem này, lớp phủ floor ở trong lòng nồi có thể bị mòn và bong ra khi sử dụng, nhưng vô hại với cơ thể con người và không ra gây ra vấn đề gì khi nấu cơm và giữ nhiệt. Đấy, tức là nó không ảnh hưởng đến sức khỏe nhé các bạn, và đặc biệt là không có ảnh hưởng đến vấn đề mà chất lượng cơm hay là cái việc chống dính luôn nhé. Có cái chỉ một cái duy nhất đó là nhìn nó không được đẹp thôi. Đấy, để cho các bạn yên tâm hơn nhé. Đấy,
Đây các bạn xem cái này rồi các bạn chụp lại rồi dịch rồi nghiên cứu thêm được. Đấy, trang 5 nhé các bạn. Đấy. Thì mình đã giải đáp cho các bạn về cái vấn đề đó. Tiện đây mình chia sẻ thêm với các bạn. Nãy mình có đọc được một cái vấn đề mà khi mà nó bị bong chóc các bạn thì nó ảnh hưởng, tức là khi nó ảnh hưởng đến sức khỏe như nào, thì cái tem đây, cái tem PS này các bạn. Đấy, tức là một cái đơn vị kiểm nghiệm cái chất lượng của an toàn thực phẩm của Nhật. Thì nên các bạn yên tâm hơn về cái vấn đề đó nhé. Thì tiện đây thì mình chia sẻ cho các bạn thêm một cái câu chuyện là như ở nhà mình năm 2008 hay 2009 hay là 2007 2008 ấy, nhà mình có, tức là làm nông mà. Năm đó là nông dân xuất khẩu gạo qua châu Âu rồi qua Nhật. Thì tự nhiên đùng một cái là mình nhớ hồi đó là ngay gần mùa nước lũ, tức là cái mùa cuối cùng, mùa khoảng tháng bằng giờ này, bằng tháng này luôn đấy các bạn. Thì qua cái lô toàn bộ cái đơn vị xuất khẩu đấy á, là qua châu Âu, qua Tây Âu các bạn, thì đều thành công, đều chót lọt rồi. Nhưng mà đến khi qua Nhật thì họ kiểm nghiệm lại cũng cái số lượng gạo đấy là không được nhập vào thị trường Nhật, là phải trả về Việt Nam. Tự nhiên đùng một cái là giá lúa gạo là nó sụt giảm luôn đấy các bạn. Thì để cho các bạn thấy rằng thị trường Nhật nó còn gắt gao hơn cả thị trường châu Âu luôn đấy các bạn. Đấy, để các bạn yên tâm hơn về cái vấn đề chất lượng sức khỏe nhé các bạn. Rồi, thì hôm nay thì qua video này thì mình cũng tiện mình sẽ nấu thử bằng cái nồi chóc cho các bạn xem luôn, xem cái vấn đề chống dính của nó luôn nhé các bạn. Đấy. Này, mình sẽ bỏ gạo vào đây. Rồi, mình đã vo gạo rồi nhé các bạn. Thì mình bỏ qua cái vấn đề là cơm ngon hay là cơm này kia. Thì gạo của nhà mình là gạo ở quê thì có thể là nó ngon nhưng mà nó không được đẹp mắt. Đấy, thì mình chỉ cho các bạn xem về cái vấn đề chất lượng chống dính thôi. Rồi, mình cũng đã đong nước, mình bỏ nước vào đây rồi. Đấy. Tại vì gạo này nãy mình quay video cũng 4-5 phút nó ngấm nước các bạn, nó hơi bị nhiều thì mình phải bỏ ít nước hơn bình thường. Rồi, mình sẽ nấu cái chế độ gọi là nấu ngon luôn nhé các bạn. Đấy, nấu ngon mình sẽ thử, nếu mà nấu cơm cháy thì chắc chắn rằng nó không dính rồi, thì mình sẽ thử nấu cơm không cháy nhé các bạn. Đấy, mức trung bình mức 2, cái này cũng cho mức 2 đi. Đấy, rồi mình nhấn nút nấu. Rồi các bạn chờ mình 56 phút nhé các bạn, để cho mình cho các bạn xem cơm nó có bị chống dính hay không. Rồi các bạn chờ mình nhé. À, rồi giờ đây cơm đã chín rồi nhé các bạn. Đấy, cơm chín rồi thì mình sẽ mở cho các bạn xem về cái vấn đề về chống dính của nó nhé. Chất lượng cơm thì nó không có gì thay đổi nhé các bạn, còn chỉ cái vấn đề chống dính thôi. Thì mình sẽ cho các bạn xem. Đấy, các bạn nhìn thấy không, không hề bị dính luôn nhé các bạn. Đây, cái chỗ này, cái chỗ mình khoanh như này, để mình bỏ ra một cái đĩa nhé các bạn chờ mình một chút, mình đắp cơm ra một cái đĩa cháy rất giòn luôn các bạn, hôm qua mình làm thử ấy, cháy cực kỳ giòn luôn, cháy này tí mình lại ăn. Đấy các bạn thấy không hề bị dính nhé các bạn. Đây, cái chỗ trắng này là bị chóc đấy các bạn, không bị dính gì luôn nhé. Đấy, thì các bạn yên tâm hơn về cái vấn đề dính. Tại vì đã có nhiều trường hợp khách hàng mua của mình, ngày trước mình làm hàng bãi các bạn, nó bị xấu nhiều. Nhiều khách hàng nhờ mình là làm sao cho nó kiểu như nó chóc đều hết ra cái dưới này, nhìn cho nó đẹp luôn đấy các bạn. Thì mình lấy cái búi sắt ấy, búi rửa chén búi sắt ấy, mình đánh cho nó hết luôn. Đấy, thì nhìn nó đỡ hơn như này. Nhưng mà thực ra thì cái vấn đề đó thì tốn công. Nhưng mà các bạn cần thì mình vẫn làm thôi. Đấy, thì cái này thì chỉ có một nhược điểm duy nhất, nó là nhìn nó không được đẹp. Nhưng mà bù lại các bạn, để mà đánh đổi về cái tài chính, thì nếu mà cần một cái sản phẩm đẹp hoàn thiện như thế này thì nó phải thêm 2 triệu, thậm chí ngoài 2 triệu nữa các bạn. Đấy, thì các bạn sử dụng cái nồi, cái son, cái lòng như này, nồi trong như này, cái lòng như này, thì mình tiết kiệm được 2 triệu, hơn 2 triệu. Đấy, nhưng mà chất lượng cơm và chức năng là y như nhau luôn. Đây các bạn nhìn này, cháy rất là giòn luôn, mình nhai thử nhé. Đấy, các bạn thấy không? Cực kỳ giòn luôn. Đây mình bật mức 2 nhé các bạn. Rất giòn luôn các bạn. Rồi, thì bạn nào có vấn đề cần thắc mắc mà chưa rõ thì cứ liên hệ với mình nhé. Biết đâu mình sẽ chia sẻ cho các bạn đến đó. Rồi, mình cảm ơn các bạn, xin chào các bạn nhé.